Liên quan tới tình hình giải Gaza, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công liên hợp giữa các lực lượng và phối hợp tác chiến ở ba hướng, trên không, trên biển và trên đất liền nhằm vào giải Gaza, Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng tất cả các nhóm kháng chiến trong khu vực đều đã đặt ngón tay lên cò súng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel vào ngày hôm nay cho biết IDF đã sẵn sàng mở rộng tấn công bằng cách thực hiện một loạt các kế hoạch hành động, bao gồm một cuộc tấn công liên hợp giữa các lực lượng và phối hợp tác chiến ở ba hướng, trên không, trên biển và trên đất liền. IDF chỉ rõ họ có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ sau một tuần oanh kích để đáp trả cuộc tấn công đẫm máu mà phong trào Hồi giáo Hamas đã thực hiện vào sáng ngày 7 tháng 10. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Israel. Ông kêu gọi Israel chấm dứt hành động tàn bạo ở giải Gaza, đồng thời nói rằng các nhóm kháng chiến trong khu vực đã đặt tay lên cò súng.